Bạn đang ở đâu trong 7 cấp độ tự do tài chính? Những người đạt được sự độc lập về tài chính có xu hướng trả tiền chi phí sinh hoạt từ các khoản đầu tư hơn là dựa vào tiền lương. Gerzan Saberti, một triệu phú tự thân, một trong những tiếng nói hàng đầu về câu chuyện thành công trong phong trào FIRE, viết tắt của độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm. Triệu phú tự thân này đã tích lũy đủ tiền để sống thoải mái nhờ thu nhập từ các khoản đầu tư của mình. Saibertier coi hoàn cảnh của mình là mục tiêu cuối cùng cho những người nghĩ về tự do tài chính, không phải cho phép bạn có đủ tiền mua món đồ mà mình thích, mà là một phương tiện giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn về cách bạn muốn sống. Theo Saibertier, tự do tài chính có 7 cấp độ mà mỗi người đều có thể dễ dàng nhận ra mình đang ở đâu để tiếp tục con đường tiến tới vạch đích. Cấp độ 1, rõ ràng, bước đầu tiên là kiểm tra tình hình tài chính của mình. Bạn có bao nhiêu tiền, nợ bao nhiêu và mục tiêu của bạn là gì? Sabertier nói, bạn không thể đến nơi mình muốn nếu không biết phải bắt đầu từ đâu. Cấp độ 2, tự túc. Tiếp theo, bạn sẽ muốn đứng trên đôi chân của chính mình nói về vấn đề tài chính. Điều này có nghĩa là bạn cần tự kiếm đủ tiền để trang trải chi phí mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, chẳng hạn như từ bố và mẹ. Ở cấp độ này Sabertier lưu ý, bạn có thể sống bằng đồng lương của mình chứ không phải đi vay nợ để trang trải cuộc sống. Tầng 3, phòng hở. Những người ở cấp độ 3 đã có tiền còn lại sau các chi phí sinh hoạt để dành cho các mục tiêu như xây dựng quỹ khẩn cấp và đầu tư cho hưu trí. Sabertier nói, chỉ vì bạn kiếm được nhiều tiền không có nghĩa là bạn đang thực sự tiết kiệm được số tiền đó. Hầu hết mọi người ở đất nước này sống bằng nợ. Mức 4, ổn định. Những người đạt đến cấp độ 4 đã trả được nợ, chẳng hạn như nợ thẻ tín dụng và đã cất giữ chi phí sinh hoạt cho 6 tháng vào quỹ khẩn cấp. Tích lũy các khoản tiết kiệm khẩn cấp giúp đảm bảo rằng tài chính của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những trường hợp rủi ro bất ngờ. Sabertier nói, ở cấp độ này, bạn không phải lo lắng nếu mất việc hoặc phải chuyển đến một thành phố khác để sinh sống. Các chuyên gia tài chính cho biết, khi tính toán số tiền bạn cần phải tiết kiệm, hãy suy nghĩ về bức tranh tài chính như thế nào để hiểu sự khó khăn, để tránh rút tiền ra ngay lập tức vì thiếu sinh hoạt phí. Cấp độ 5, tính linh hoạt. Những người ở cấp độ 5 đã tiết kiệm được ít nhất 2 năm chi phí sinh hoạt. Với những hình thức tiết kiệm đó, Tier gợi ý bạn có khả năng suy nghĩ về điều kiện tiền bạc của mình, về thời gian mà nó có thể mua được bạn. Bạn có thể nghỉ việc một năm nếu bạn muốn. Bạn không cần phải giữ tất cả số tiền này bằng tiền mặt. Tier lưu ý, đó có thể là tổng số tiền từ tài khoản tiết kiệm và đầu tư, miễn là bạn có thể tiếp cận số tiền đó bằng cách nào đó. Nếu bạn cần, có thể rút ra để tiêu ngay lập tức. cấp độ 6, độc lập tài chính. Theo cách hoạch định của Sabatier, những người đã đạt được sự độc lập về tài chính có thể sống hoàn toàn bằng thu nhập tạo ra từ các khoản đầu tư. Sabatier nói, bạn thường có một trong hai điều. Số tiền lớn trong danh mục đầu tư sinh lãi hoặc tài sản cho thuê và dòng tiền từ tiền thuê sẽ trang trải chi phí sinh hoạt. Hoặc là bạn đang kết hợp cả hai. Để đến được mức độ này, bạn sẽ phải đầu tư một tỷ lệ cao trong thu nhập của mình. Điều này có thể khiến bạn phải chuyển sang một lối sống tiết kiệm hơn để giảm đáng kể chi phí sinh hoạt. Theo Sabertier, theo đuổi lối sống này đòi hỏi một sự thay đổi trong suy nghĩ để thoát khỏi những khuôn mẫu truyền thống về tài chính cá nhân. Mọi người đang được dạy tiết kiệm 5%, 10%, 15% thu nhập và sẽ nghỉ hưu khi 65 tuổi. Rất may, nhiều người trẻ bắt đầu hiểu rằng nếu tích cực tiết kiệm và đầu tư, tôi có thể làm việc ít hơn và có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tương lai và số phận của mình. Cấp độ 7 của cải dồi dào những người độc lập về tài chính sống bằng thu nhập từ danh mục đầu tư của họ và dựa vào quy tắc 4%. Đây là một quy tắc về hưu cho mọi người có thể rút 4% từ các khoản tiền tiết kiệm hay đầu tư của mình một cách an toàn, được điều chỉnh theo lạm phát để chắc chắn rằng số tiền sẽ tiếp tục tăng và không cạn kiệt. Mặc dù các nhà kinh tế tranh luận liệu 4% có phải là con số tối ưu hay không, nhưng tính toán đằng sau nó là cơ sở để thiết lập con số FIRE, số tiền bạn cần nghỉ hưu và thu nhập hàng năm để có thể thoải mái trong cuộc sống. Đó là 7 cấp độ mà Sabertier tìm thấy từ chính bản thân mình và cũng là cấp độ muốn bạn tham khảo trong cuộc sống. Nếu đã sẵn sàng thay đổi tư duy về tiền bạc, đây chỉ là một bản thiết kế có sẵn, với mỗi người có hoàn cảnh khác nhau thì cũng có thể sẽ khác đi.